Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 đã tiến gần đến một thỏa thuận về cách thức trợ giúp các nước chống chọi đám cháy lan rộng tại rừng Amazon và khắc phục hậu quả. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Macron cho biết các nước đang tìm cách thống nhất về các cơ chế thích hợp cả về kỹ thuật và tài chính để trợ giúp các nước Nam Mỹ. Trước đó, Tổng thống Pháp đã xếp vụ cháy rừng nghiêm trọng này là một trọng tâm nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G7 sau khi tuyên bố đây là tình huống khẩn cấp toàn cầu. Cùng ngày, Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết sẽ bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng cháy lan rộng tại khu vực rừng Amazon trong lãnh thổ nước này. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Bolivia cũng sẽ dừng chiến dịch vận động tranh cử ít nhất một tuần để tập trung chỉ đạo công tác chữa cháy. Những ngày qua đã có khoảng hơn 1.600 vụ cháy mới xảy ra tại rừng Amazon, nơi được xem là lá phổi của trái đất này.